Xin chào tất cả các em, cô sẽ hướng dẫn các em nội dung phần lén về focus trong bài số 3 tiếng Anh lớp 8. Và xoay quanh bài lén về focus số 3 này thì hôm nay chúng ta sẽ học một số điểm ngữ pháp sau đây nhé. Thì thần đầu tiên phần số 1 sẽ là phần relative pronoun, đại từ phản thân. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cái đại từ phản thân. Number 2 sẽ là phần modals, động từ khiếm khuyết. Động từ khiếm khuyết ở đây bao gồm must, have to, ought to, right. Number 3 sẽ là why and because, cấu trúc câu hỏi với why và câu trả lời because về lý do nhé các bạn. Phần đầu tiên cô sẽ giúp chúng ta ôn tập một chút về modal verb. Review lại phần must và phần have to cho chúng ta. Như chúng ta biết đến từ have to thì mình dịch nghĩa nó là phải, phải làm cái gì đó. Như vậy trong trường hợp dùng have to là nó dùng để diễn tả một sự cần thiết, phải làm điều gì đó. Đôi khi ta dùng must thay thế cho have to. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì must mang tính chất bắt buộc nhiều hơn đối với từ have to. Ok, các em quan sát ví dụ, for example. Now, oh, it's later than I thought. Nó muộn hơn là tôi nghĩ đó. I must go. Hay, I have to go. Như vậy trong trường hợp này, mình dùng I must go cũng được. Hoặc là I have to go cũng được. Nó hoàn toàn không mang nghĩa cưỡng ép người ta làm một cái gì đó các bạn ha. Ok, như vậy để củng cố lại phần must và have to thì chúng ta hãy qua cái exercise 1. Look at the pictures. Complete the dialogue, use must or have to the verb in the box. Như vậy hãy nhìn vào những cái bức tranh này, sau đó các bạn sẽ dùng must và have to và những động từ cho sẵn trong khung để hoàn thành cái đoạn đối thoại này. Như vậy thì để các bạn dễ dàng hơn trong cái việc hoàn thành đoạn đối thoại này, cô và các bạn sẽ cùng nhau điền những cái động từ thích hợp với những cái bức tranh cho sẵn này nhé. Nào, picture A, các bạn thấy cô này đang dọn dẹp cái giường. Như vậy chúng ta sẽ chọn động từ tidy, dọn dẹp, để phù hợp với bức tranh. Rồi, picture B, các bạn thấy cô này ở trong một cái phòng khách và đang quét bụi, như vậy chúng ta sẽ dùng động từ dust, right, right, phủi bụi ha các bạn ha. Picture C, cô này trong nhà bếp và đang quét cái sàn nhà, như vậy trong những động từ này, động từ quét trong đây sẽ là sweep ha. Rồi tiếp, picture D, ở đây các bạn thấy cô này đang lau cái hồ cá, như vậy ở trong đây động từ lau ha, làm sạch sẽ là động từ clean ha. Và picture E, cô này đang đổ cái thùng rác, đổ những cái rác, như vậy ở đây mình sẽ có động từ empty là dọn ha, dọn hoặc là đổ, làm trống những cái rác đi. Right, picture F, cô này đang cho con chó ăn, như vậy mình đã biết rồi, học ở bài trước rồi, động từ cho ăn sẽ là feed. Right. Rồi, mình đã sắp xếp được theo thứ tự những động từ phù hợp với bức tranh rồi. Thì bây giờ các bạn hãy cùng nhau hoàn thành đoạn đối thoại này dùng những cái modal verb là must hay là have to để chúng ta hoàn thành đoạn đối thoại này nhé. Nào, các bạn hãy bắt đầu vào công việc hoàn thành đoạn đối thoại này nhé các bạn. Sau khi các bạn đã làm cái động tác là dùng must hoặc là have to cộng với những động từ mà chúng ta đã điền sẵn ở cái phần trước rồi thì chúng ta sẽ có một bài đối thoại hoàn chỉnh như sau. Như vậy number one chúng ta sẽ có cái câu hoàn chỉnh cùng tương ứng với bức tranh A sẽ là I must have hoặc là I have to tidy bathroom. Tôi phải dọn cái phòng cái phòng ngủ. Right. Picture B sẽ là number 2. I must dust hoặc là I have to dust living room. And I have to sweep kitchen floor too.
và tôi cũng phải là dọn cái quét cái sàn bếp ha. Rồi number four là picture D. I have to clean the fish tank ha, là tôi phải tank là cái hồ cá các bạn ha, the fish tank là cái hồ cá. Rồi như vậy là tôi phải lau cái hồ cá. And then I must empty the rubbish. Như vậy và sau đó tôi còn phải đi đổ rác. Finally, cuối cùng, I must feed the dog. Và cuối cùng tôi còn phải cho con chó nó ăn. Rồi cuối đó là những tất cả những cái công việc mà của bạn Lan phải làm. Rồi, như vậy các bạn hãy hoàn thành rõ thoại này cho cô nhé. Rồi, tiếp theo cô sẽ ôn lại cho các bạn phần source và auto. Rồi, now, you look at the picture now. You see, Hoa is very sad because she found her English test. Right. Hoa rất là buồn bởi vì cô ấy đã rớt cái bài kiểm tra môn tiếng Anh. Như vậy là what do you say to advise her? Như vậy chúng ta sẽ nói gì để khuyên cô ấy đây? Như vậy để khuyên cô ấy thì chúng ta sẽ có câu you should study harder. Or you ought to study harder. Như vậy lời khuyên thì chúng ta sẽ dùng should hoặc là ought to, right? Bạn nên học chăm chỉ hơn ha các bạn. Như vậy cô rút ra should or ought to mình sẽ dịch là nên, thường dùng để cho lời khuyên hay là lời đề nghị. Và bên cạnh đó không nên thì chúng ta phủ định thì chúng ta sẽ dùng should not hoặc là shouldn't ha. Còn đối với ought to thì chúng ta sẽ thêm not vào ở giữa ought not to. Right. Đây, để củng cố lại phần should và ought to thì chúng ta sẽ qua bài tập số 2. Look at the pictures. Use ought to give advice to these people. Chúng ta hãy nhìn những bức tranh sau đây và sử dụng cụm từ ought to để đưa ra những cái lời khuyên cho những người sau đây nhé. Nào, picture B. Các bạn thấy I'm late. Tôi trễ rồi thì chúng ta sẽ khuyên như thế nào đây? Chúng ta sẽ nhìn vào cái hình nhỏ nhỏ ở bên trong là nên đi ngủ sớm hơn. Như vậy chúng ta sẽ có câu You ought to get up earlier, right? Picture C. Các bạn sẽ thấy người đàn ông này mập mạp ha và có một cái dòng chữ là I'm fat. Như vậy ở đây ông ta mập, như vậy trong cái bức tranh này gợi ý sẽ cho gợi ý là anh ta nên như thế nào đấy. You ought to eat more fruit and vegetables. Bạn nên ăn nhiều trái cây và rau củ. Now, picture D. My tooth aches. Như vậy chỗ này sẽ là cái răng của tôi bị đau. Như vậy mình sẽ nhìn vào cái tranh gợi ý, mình sẽ khuyên anh ta là đi đến nha sĩ. Như vậy chúng ta sẽ có câu You ought to go to the dentist, right? Nào, các bạn sẽ ghi vào trong sách của mình những cái câu lời khuyên này ở bên dưới bức tranh nhé các bạn. Phần tiếp theo cô sẽ giới thiệu đến các bạn phần relative pronoun, đại từ phản thân. Như vậy các bạn sẽ nhìn một số cái ví dụ như thế này nhé. Nào, ví dụ thứ nhất, you do your homework and nobody helps you. Bạn làm bài tập và không ai giúp bạn hết. Nào, như vậy bạn nói you say I do my homework myself. Tôi tự làm bài tập đó. Tôi làm bài tập một mình đó. Như vậy không ai giúp hết, đúng không các bạn? Rồi, ví dụ thứ hai, cô sẽ có he draw that picture. Anh ta vẽ bức tranh đó. Như vậy là tôi có thể nói là he draw that picture himself. Như vậy là anh ta tự vẽ bức tranh đó đó. Như vậy ở đây myself là himself, mình sẽ nhấn mạnh là cái người đó, chính cái người đó nha các bạn ha, chính tôi, chính anh ấy, được chưa? Như vậy các bạn rút ra một điều là ta dùng đại từ phản thân relative pronouns để nhấn mạnh đối tượng thực hiện cái hành động nha các bạn ha. Rồi, các bạn hãy ghi vào trong tập. Rồi cô cũng có một cái bảng để các bạn lưu lại
À, để học, các bạn hãy học thuộc cái bảng này nhé. Relative pronoun, một bên là pronouns, một bên là relative pronouns tương ứng với nó. À, những cái chủ từ pronoun, ví dụ I, you, we, they, he, she, it thì các bạn đã biết rồi ha. Như vậy tương ứng với I thì mình sẽ có đại từ phản thân của nó sẽ là myself, you, yourself và yourselves. Tại sao ở đây cũng có hai từ như vậy? Chữ you ở đây là vừa là số ít và vừa là số nhiều, bạn hoặc là các bạn. Như vậy là chính bạn hoặc là chính các bạn. Đấy các bạn ha. Rồi, we, ourselves, they, themselves, he, himself, she, herself, it, itself. Right, các bạn hãy ghi vào trong tập và học thuộc cái phần này cho cô nhé các bạn. Để củng cố lại phần relative pronoun thì chúng ta sẽ bước qua bài tập số 3. Exercise 3. Complete the dialogues. Use the relative pronouns in the box. You have to use some of the relative pronouns more than once. Như vậy, người ta yêu cầu các bạn hãy hoàn thành đoạn đối thoại ở trong bài tập số 3. Sử dụng những cái phần relative pronoun có trong khung. À, và người ta cũng nhắc luôn mình một điều là bạn sẽ phải sử dụng một số cái đại từ phản thân nhiều hơn một lần. À, các bạn ha, lưu ý. Đây, các bạn hãy nhìn vào đoạn 5 cái đoạn đối thoại nhỏ ở trong sách trang 36. Ha, ở đây cô cũng show lên cho các bạn coi luôn. Như vậy dialogue A người ta đã làm sẵn cho mình rồi. Miss Liên và bảo, Did someone help bà draw these pictures? No, he did it himself. Có ai giúp đỡ ba vẽ bức tranh đó không? Không, anh ta tự vẽ đó. Right, như vậy là himself nhấn mạnh hành động là anh ta tự làm. Picture B thì các sorry, dialogue B thì các bạn sẽ thấy Nga và Miss Lin. Right. The repairman can't fix the washing machine until tomorrow. Miss Lin, come on. We'll have to try and do it. Như vậy, will ở đây các bạn sẽ chúng ta sẽ tự phải cố gắng sửa nó. Như vậy chỗ này sẽ là will, như vậy chỗ này tương ứng với nó sẽ là ourselves. Rồi, dialogue C. Anton, what's the matter, Hoa? Như vậy Hoa sẽ là Hoa trả lời I cut, chỗ này sẽ là I cut myself, tôi tự cắt vào tay. Rồi dì Thanh mới nói Let me see, oh it's all right, ha, không sao đâu. You didn't cut, you như vậy chỗ này sẽ là yourself badly, rồi right. Bạn không có cắt sâu lắm nha. Rồi dialogue đi, Lan and Nga, why are you crying Nga? Tại sao bạn khóc vậy Nga? Như vậy Nga nói là I just watched the movie Romeo and Juliet. Tôi vừa xem cái bộ phim mà Romeo and Juliet. The boy killed, the boy là con trai, như vậy là the boy killed himself and then the girl killed herself as well. Như vậy là người con trai tự giết mình và sau đó người con gái cũng tự giết mình luôn, được chưa? Rồi. Why did they kill? Như vậy Lan hỏi tiếp tại sao mà họ tự giết họ vậy? Như vậy they kill, như vậy đây mình tương ứng với nó sẽ là themselves, right? Tại sao họ tự giết họ vậy? Nghe nói it's a long story, đó là một câu chuyện dài. Rồi dialogue E, Mr. Nhật and student, boys and girls, you do this experiment this afternoon. Các bạn sẽ làm cái cuộc thí nghiệm này vào trưa nay. Will you come to help us? Các bạn sẽ bà sẽ đến giúp chúng tôi chứ? Những sinh viên hỏi Mr. Nhật đó. Mr. Nhật trả lời, Yes, I will. But you have to do it. Như vậy chỗ này chữ you ở đây các bạn sẽ phải hiểu được rằng là you ở đây là số nhiều, tại vì ở bên trên là Mr. Nhật gọi là boys and girls là số nhiều, cho nên chỗ này là các bạn sẽ phải tự làm trước. Như vậy chỗ này sẽ là yourselves, được không các bạn? Các bạn sẽ về xem lại, có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi giáo viên của mình nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ qua phần tiếp theo. Phần tiếp theo của chúng ta sẽ là phần why, because.
chúng ta hãy quan sát ví dụ ở trong sách. À, Hoa. Hoa, why did Hoa go to school late this morning? Tại sao Hoa đi đến trường trễ vào sáng nay? Như vậy, các bạn sẽ thấy cái bức tranh nhỏ ở bên trong. Thì là thấy cô ta đang ngồi xem tivi. Như vậy lý do mà cô ta đi học trễ là bởi vì because she watched TV late last night. Như vậy bởi vì cô ta xem TV trễ vào tối hôm qua, thức xem TV trễ vào tối hôm qua. Còn thấy cái đồng hồ nó chỉ là 11 giờ rưỡi đó các bạn, thấy không? Như vậy các bạn sẽ chốt lại một điều, hỏi why dùng để hỏi lý do, because để trả lời lý do nha. Rồi câu hỏi why và câu hỏi because. Bây giờ chúng ta sẽ qua thực hành một số bức tranh sau nhé. Exercise 4. Work with a partner. Ask and answer question about Hoa, Nam, Ha, Nga and Mrs. Vui using why, because. Như vậy để củng cố lại cái phần why, because thì chúng ta sẽ practice một số cái bức tranh sau. Picture B. Các bạn sẽ thấy là về Nam. Như vậy các bạn sẽ thấy là Nam đang tự nấu đồ ăn. Và chúng ta sẽ có câu why does Nam have to cook dinner? Và bên trong cái hình thì sẽ có một cái lý do, chúng ta sẽ ghi là because his mother will be home late, bởi vì mẹ của Nam sẽ về trễ. Các bạn thấy bên trong bức tranh có cái cụm từ Nam. Mẹ gọi về cho Nam, Nam I'll be home late. Như vậy các bạn thấy là mẹ Nam về trễ, lý do mà Nam phải nấu ăn là mẹ Nam về trễ. Right, picture C. Như vậy khi này qua đây thì các bạn sẽ thấy là mẹ Nam đi đến nhà bà, sau đó là lý do tại sao mà mẹ Nam đi đến nhà bà là bà Vui. Như vậy các bạn sẽ có câu why. Why does Mrs. Vui or why does Nam's mother go home late? Tại sao mà mẹ của Nam hoặc là bà Vui đi về trễ? Thì các bạn thấy bên trong là bà ta đi đến thăm mẹ của bà ta. Như vậy chúng ta sẽ có câu trả lời. Because she had to come to see her mother. Ở đây các bạn có thể là because she had to come to see Nam's grandmother cũng được. Grandmother là bà của Nam hoặc là mẹ của cô ấy. Cái nào cũng được ha các bạn ha. Rồi, ở đây thì cô ghi là to see her mother. She's sick. Bà ta bệnh. Rồi, như vậy ở đây why và because là hỏi về lý do và trả lời lý do đó. Chúng ta sẽ qua tiếp hai bức tranh còn lại. Picture D. Như vậy các bạn thấy là Hà cầm một cái bài kiểm tra với số điểm là 2 và với dòng chữ là I failed. Như vậy chúng ta sẽ hỏi xem coi tại sao mà cô ta lại rớt kỳ thi tiếng Anh này. Chúng ta sẽ có câu why did Hà fail her English exam? Tại sao Hà lại rớt cái kỳ thi tiếng Anh? Và lý do mà Hà rớt thì chúng ta cũng đã thấy rồi, cô ta đang chơi điện tử. Như vậy chúng ta sẽ có câu trả lời because she didn't learn for her exam, she played the computer games. Cô ta không có học gì cho kỳ thi của cô ta mà cô ta chơi điện tử thôi. Rồi, picture E. Bạn thấy bạn Nga cầm tờ vé và với một cái vẻ mặt rất là buồn. Như vậy là mình sẽ hỏi xem tại sao mà Nga không đi xem phim được. Why didn't Nga go to the movies? Tại sao Nga không đi xem phim được? Như vậy chúng ta cũng thấy rồi, trong tranh thì Nga phải làm những cái công việc nhà. Because she had to do her chores. Và she had to clean the kitchen and sweep the living room. Cô ta phải lau cái nhà bếp và quét cái phòng khách. Ok, như vậy là chúng ta đã củng cố lại tất cả những cái phần về why để hỏi về lý do và trả lời về lý do đó thì chúng ta sẽ trả lời cụm từ because. Rồi, các bạn hãy ghi hết tất cả những cái câu về những cái bức tranh ở bài tập số 4 này vào trong tập nhé. Rồi, đây là phần homework dành cho các bạn. Thì phần homework này thì cô yêu cầu các bạn hãy về ôn lại hết tất cả những cái nội dung từ bài số 1 đến bài số 3
để chúng ta chuẩn bị có một cái bài 15 phút trực tuyến đầu tiên trong cái học kỳ này nhé các bạn. Cô chúc các bạn học thật tốt và sẽ làm bài thật tốt nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn.